Dạ chào cô Lan Hương ạ. Vâng, cô ơi, cháu thấy là đợt này da của cô là đẹp hơn rất là nhiều, da căng bóng khỏe, đấy, hồng hào rồi mịn màng rồi lỗ chân lông nó lại rất là se kít, đẹp hơn rất là nhiều cái da của mình cách đây khoảng 2 tháng cháu gặp cô. Đúng rồi. Chính vì vậy mà hôm nay mình mới ngồi đây. Dạ. Và mình rất là vui khi được gặp bạn trực tiếp và để cảm ơn bạn cũng như cảm ơn quý công ty cùng sản phẩm Micro Cream đã giúp mình cải thiện được cái làn da. Khi mà mình đến với Micro Cream thì là cái làn da của mình nó đang rất là có vấn đề, và đến bây giờ thì nó đã được cải thiện rất đáng kể rồi, và hôm nay thì đã nhận được lời khen của bạn. Mình cũng phải nói luôn rằng không phải là chỉ có Minh Thảo hôm nay khen, và bản thân Lan Hương khi đi ra đường gặp khán giả rất là nhiều người ngạc nhiên, cũng hỏi là ô tại sao tuổi này rồi mà da chị đẹp thế. Nhưng thực ra là không phải như vậy. Nếu như là mình không có những cái sự hỗ trợ nhất định, ví dụ như là đấy, mình tìm được cái sản phẩm dưỡng da đây này, Micro Cream này của Minh Thảo Chiu. Dạ vâng, với cái sản phẩm này thì nó rất là an toàn và rất là lành tính, đặc biệt là nó sẽ giúp là mờ đi những cái vết thâm nám và sạm da, nó không gây là bong chóc hay sưng hay tấy đỏ gì cả. Đúng rồi. Khi mình dùng thì mình thấy cái hiệu quả nó rõ ràng như thế. Khi mà mình tìm đến Micro Cream thì cái lúc đó da mình bắt đầu xuất hiện những cái vết nám, bắt đầu nó hơi loang, khá là rộng, và cái da mặt mình nó không đều màu. Nhưng mà khi mà sử dụng một thời gian thì mình đã rất là yên tâm. Hôm nay ngồi đây thì còn make up cho nó xinh, bởi vì biết là gặp Minh Thảo xinh đẹp thế. Nhưng mà bình thường ở ngoài các bạn gặp mình có thể sẽ thấy mình có thể đi ra đường không cần make up. Dạ vâng, bởi vì da của cô rất là đẹp. Đúng rồi. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Hiện nay thì da của cô là cháu thấy là khá là đẹp rồi đấy ạ. Cải thiện hơn rất là nhiều và rất là đẹp. Thì cô vẫn tiếp tục cô duy trì cho cháu một ngày 2 lần. Và mình sẽ dùng nhiều hơn vào buổi tối cô nhé. Vâng, và tiếp tục duy trì để có cái làn da của mình nó mịn màng hơn, nó trắng sáng hơn, nó khỏe hơn. Đúng rồi, khi mà mình đã sử dụng được một thời gian, mình thấy cái vết thâm nám của mình nó đã không còn nữa. Thì mình có tìm hiểu và hỏi thì các bạn ở trong Facebook cũng tư vấn rất là kỹ là sau này mình có thể dùng thường xuyên. Cho nên rất có thể là Micro Cream này sẽ là cái sản phẩm gắn bó với mình lâu dài. Dạ, vâng. Với cái kem trắng sáng da là Micro Cream này thì nó sẽ giúp cho da của mình nó căng bóng, trắng sáng, mịn màng và thu nhỏ cái lỗ chân lông. Thì cô cứ dùng đều đặn, dùng thường xuyên, dùng quanh năm thôi nhé. Chắc chắn rồi. Vâng. Nó khiến mình xinh xắn này, trẻ đẹp, da rẻ, hồng hào, khỏe mạnh, căng bóng. Dạ. Mình sẽ phải gắn bó với nó là cái chắc rồi. Dạ vâng. Hy vọng rằng là Chiu Minh Thảo sẽ ra nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe hơn nữa, và mình sẽ gắn bó với các bạn lâu dài. Cháu cảm ơn cô và cháu xin được nguyện là nhà tài trợ trọn đời cho cô Lan Hương. Cảm ơn bà rất là nhiều.